Hành trình gieo mầm yêu thương của Quang Linh Vlogs. Quang Linh Vlogs và nhóm của anh được nhiều người biết đến qua những video đời sống chân thật, vui tươi tại Angola. Anh đã quay trở về Việt Nam và bắt đầu chuỗi hành trình thiện nguyện san sẻ yêu thương. Tối ngày mùng 5 tháng 8, hình ảnh Quang Linh Vlogs và cộng sự xuất hiện tại sân bay khiến nhiều người nhận ra, thích thú. Ít ai biết rằng lần trở về này, điểm đầu tiên mà anh đặt chân đến là vùng 4 Hải Quân để cùng gặp gỡ giúp đỡ con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Đại diện nhóm Quang Linh Vlogs cho hay, Linh cùng cả nhóm sẽ ở lại Việt Nam khoảng 3 tháng, sau đó sẽ quay lại Angola. Điều thôi thúc Linh trở về Việt Nam lần này chính là hành trình vì người chiến sĩ nơi đảo xa, dự án mà Linh và cả nhóm ấp ủ. Dự án sẽ kéo dài trong 5 năm, với một chuỗi các hoạt động như tham gia chương trình Hải quân đỡ đầu con ngư dân. Quang Linh Vlogs tham gia hỗ trợ 35 con em ngư dân ở 4 tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận số tiền 500.000 đồng, em trên tháng, kéo dài trong 5 năm. Chuyến bay của Linh bị delay và Linh phải chờ rất lâu để có thể trở về Việt Nam. Lúc xuống sân bay Linh rất mệt, nhưng khi được đặt chân đến vùng 4 hải quân, sự tự hào, niềm vinh dự khiến Linh quên đi mệt mỏi. Nhất là khi được gặp các thiếu nhi con em ngư dân, vì Linh vốn là người yêu trẻ con, đại diện nhóm Quang Linh Vlogs nói. Linh cũng cho biết dự kiến vào tháng 3 đến tháng 5 năm sau, anh sẽ đăng ký đi trường xa với tôi được đặt chân đến trường sa là một niềm hạnh phúc nhất là với người con xa quê như tôi tôi muốn thấy muốn trải nghiệm đời sống của người lính trên đảo xa linh nói đại diện nhóm quang linh vlogs cho hay mục đích của chuyến đi là tuyên truyền lan tỏa tình yêu quê hương đất nước đến mọi người nhất là các bạn trẻ trong hành trình trở về này nhóm quang linh vlogs cũng sẽ quay những thức phim video về các hoạt động thiện nguyện thăm các cán bộ chiến sĩ người có công cách mạng angola là nơi linh sống và làm việc còn việt nam chính là mảnh đất mà linh đã sinh ra vì vậy linh luôn dành những tình cảm sự chân quý đặc biệt cho hai đất nước này đại diện nhóm tâm sự